sao tổ chức tội phạm Italy được gọi là Mafia? Mafia có nguồn gốc từ Sicily, một hòn đảo xinh đẹp ở Địa Trung Hải, đồng thời là nhà của hơn 100 gia đình Mafia hiếu chiến. Mỗi tổ chức Mafia ở Sicily quản lý một khu vực nhất định, có thể là một ngôi làng, thị trấn hoặc thậm chí là thành phố lớn. Mặc dù đông đảo về số lượng và dày đặc về phạm vi hoạt động, nhưng các nhóm hoạt động rất quy củ và gần như không bao giờ xảy ra tình trạng tranh chấp giữa các gia đình. Nguồn gốc tên gọi Mafia. Theo truyền thuyết, cái tên Mafia là viết tắt của một tổ chức yêu nước mang tên Motor alla Francia, Italy Invanti, nghĩa là đuổi người Pháp ra khỏi Italy. Tổ chức này xuất hiện ở Sicily từ năm 1282 và ban đầu hoạt động vì lợi ích của người nghèo nhằm chống lại giới cầm quyền và sự áp bức của người Pháp. Tuy nhiên, nhiều sử gia gần đây đã lên tiếng bác bỏ cách giải thích này. Họ cho rằng cái tên Mafia có nguồn gốc từ tính từ Mafiusu, vay mượn theo tiếng Ả Rập có nghĩa là khoe khoang, hiếu chiến hoặc gan dạ, anh hùng. Nói chung, từ Mafia có thể dùng để ám chỉ những người có bản tính kiêu ngạo, can đảm, mạnh bạo và kiêu hãnh. Bản thân các thành viên của thế giới ngầm ở Sicily lại thích tự gọi mình là Cosa Nostra, trong tiếng Italy có nghĩa là của chúng ta. Thuật ngữ này ban đầu được sử dụng để chỉ lối sống tập thể của các tội phạm có tổ chức tại Sicily. Theo đó, việc chung sống trong thế giới ngầm là niềm vinh hạnh và các thành viên trong những băng đảng xã hội đen thường nói Cosa Nostra để tự giới thiệu bản thân, theo kiểu tôi cũng như anh, đều cùng một phe. Chỉ những người ngoài mới cần một cái tên để gọi họ và đó là lý do Cosa Nostra xuất hiện. Giết người là nhiệm vụ đầu tiên của các lính mới Cosa Nostra. Robin Hood của người Sicily. Rất nhiều người Sicily không coi Mafia là tội phạm. Trong mắt họ, các thành viên của xã hội đen là người bảo hộ, lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo, nhất là khi đất nước Italy bị điều hành bởi một chính phủ có phần yếu kém. Các bố già ở Sicily đôi khi còn nổi tiếng và được ngưỡng mộ hơn cả các ngôi sao. Những người yêu quý Matteo, Messina, Denaro, chùm Mafia bị săn đuổi gắt gao nhất Italy, từng tuyên bố trên fanpage mang tên ông rằng Cosa Nostra hành động vì lợi ích của người nghèo và góp phần sửa chữa những sai lầm của chính phủ. Tuy nhiên, họ từ chối giải thích những sai lầm đó là gì. Ảnh hưởng của Cosa Nostra với xã hội Italy xuất phát từ vị thế đặc biệt của hòn đảo Sicily, quê hương của các băng đảng trong thế giới ngầm. Hòn đảo này nằm ở một nơi dễ dàng tiếp cận và đóng vai trò quan trọng ở Địa Trung Hải. Đây là lợi thế và cũng chính là yếu điểm của Sicily, khiến vùng đất này rơi vào cảnh bị áp bức và xâm lược thường xuyên. Bởi chính phủ không đủ khả năng để bảo vệ Sicily, nên một thế giới ngầm với vai trò thuộc về các gia đình đã nổi lên và nắm quyền cai trị hòn đảo. Ở đó, luật rừng là thứ duy nhất được sử dụng, thay thế hoàn toàn vị thế của các bộ luật cơ bản do nhà nước ban hành. Những người làm chủ thứ luật ấy được gọi là capos. Các capos sử dụng bạo lực để củng cố sức mạnh, tuy làm ăn phi pháp và lạm dụng quyền lực, nhưng những ông trùm cũng là người đảm bảo sự bình yên và ổn định của Sicily. Trước những ánh mắt thèm muốn của những thế lực ngoại quốc, không ít capos được nhân dân yêu quý và tôn vinh như Robin Hood, bản thân bố già huyền thoại vùng Villalba, Calogero, Vizzini, một trong những chùm mafia quyền lực nhất Sicily cũng rất được lòng người dân. Những việc ông làm khi là một mafia không phải tội ác mà là sự tôn trọng luật danh dự, là sự bảo vệ mọi loại quyền và là đỉnh cao của tinh thần cao cả. Những dòng chữ được khắc trên bia mộ của ông viết: các nhánh của Mafia Italy. Mafia không phải là tên gọi của một tổ chức nhất định và cũng không có một tổ chức đứng đầu điều phối hoạt động của Mafia. Thay vào đó, Mafia là một thuật ngữ ám chỉ mọi nhóm xã hội đen có nguồn gốc từ Italy hoặc Sicily. Theo nghĩa rộng hơn, có 5 nhóm Mafia chính được xác định qua khu vực họ hoạt động hoặc nắm quyền quản lý. Tất cả đều làm ăn bất chính và có mạng lưới liên kết trên phạm vi toàn cầu. Mafia Sicily có nguồn gốc trên đảo Sicily, Mafia Comora bắt nguồn từ Naples, còn Mafia Calabrian kiểm soát khu vực Calabrian. Nhóm Sacca, Corona, Unita mới thành lập, có trụ sở ở khu vực Puglia. Riêng La Cosa Nostra là thuật ngữ để ám chỉ Mafia Mỹ,
Mặc dù nhóm này có khởi nguồn từ Sicily và do những tay gangster di cư đến bờ đông nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19 thành lập. Không có quy ước rõ ràng về việc đặt tên các gia đình mafia. Những gia đình đời đầu sẽ được đặt tên theo khu vực hoặc thị trấn quê hương của họ. Đôi lúc, tên của gia đình sẽ thay đổi theo tên của bố già, đặc biệt khi bố là người có tài năng xuất chúng và cầm quyền trong thời gian dài. Nhiều gia đình chỉ đơn giản lấy tên theo thành phố họ hoạt động. Do đó, xuất hiện nhiều gia đình mafia tên là Philadelphia, Buffalo hay Cleveland, ngày ngày hoạt động và lũng đoạn thế giới ngầm nước Mỹ. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.